Bạch Nhật Phi Thăng là một thuật ngữ trong giới tu luyện, thường được nhắc tới trong sách tu luyện của đạo gia như thần tiên truyện. Chỉ những người phi thường có khả năng bay lên không trung hoặc bay về trời. Đây thường là người tu luyện đã đắc đạo hoặc những người được thiên thượng phái đến thế gian trở về sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình. Bạch Nhật Phi Thăng không chỉ xuất hiện nhiều ở Trung Quốc mà còn ở cả Việt Nam. Thần tích nước Việt, nước Nam cổ cũng từng có người Bạch Nhật Phi Thăng. Theo các ghi chép, hiện tượng Bạch Nhật Phi Thăng thường xảy ra vào thời Thượng Cổ, khi mà đạo đức con người còn cao thượng, nhưng càng về sau lại càng hiếm thấy. Đến thời cận đại thì hầu như không còn ai nhìn thấy nữa. Trong thần tiên truyện có ghi lại lời của Âm Trường Sinh, một người tu hành đắc đạo vào thời Hán. Có thể Bạch Nhật Phi Thăng rằng, thời Thượng Cổ những người đắc đạo thành tiên nhiều vô số, không kể hết. Nhưng từ lúc Triều Hán hưng khởi đến nay, thành tiên có 45 người, tính cả ta nữa là 46 người. Trong đó 20 người lấy cái chết làm phương thức thăng thiên, số còn lại đều Bạch Nhật Phi Thăng. Trong các ghi chép cổ đại hoặc thần thoại khắp nơi trên thế giới, không chỉ Trung Quốc mà còn cả phương Tây và những nơi khác, đều có miêu tả ít nhiều về hiện tượng Bạch Nhật Phi Thăng của các bậc tu hành hoặc người có năng lực bất phàm. Do văn hóa bất đồng nên sự miêu tả là khác nhau, chi tiết sự việc cũng khác nhau, nhưng đều chung một niềm tin là con người thực sự có thể bay lên không trung bằng năng lực của chính mình. Ở nước Việt thời Thượng Cổ, giai đoạn mà các vua hùng còn trị vì đất nước, những thần tích xảy ra rất nhiều và đều được ghi chép hoặc lưu truyền lại. Dưới đây là hai câu chuyện rất quen thuộc với dân Việt được chép trong cuốn thần thoại Lĩnh Nam Chích Quái. Truyện Phù Đổng Thiên Vương. Vua Hùng thứ 6 vì nước giàu mạnh nên sinh tâm kiêu ngạo, bởi cớ ấy mà vua nhà Ân sang xâm lược Văn Lang. Hùng Vương biết lỗi nên lập đàn sám hối với trời, xin Long Quân giúp cách phá giặc. Hôm sau liền xuất hiện một cụ già tướng mạo phi phàm, đến nói với vua: 3 năm nữa giặc phương Bắc sẽ tràn sang, cần phải nghiêm chỉnh khí giới và sai người tìm bậc kỳ tài trong thiên hạ thì mới phá được giặc. Cụ già nói xong liền biến mất. Hùng Vương biết là Long Quân hiển linh nên dập đầu lạy tạ. 3 năm sau quả nhiên giặc Ân tới, vua theo lời dặn sai sứ giả đi khắp nơi tìm bậc kỳ tài. Khi tới làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, có một bé trai của phú ông sinh vào mùng 7 tháng Giêng, 3 tuổi rồi vẫn không dậy được, không biết nói cười. Khi nghe tiếng sứ giả loa tìm người tài, đứa bé chợt bật dậy nói với mẹ: "Mẹ gọi sứ giả đến đây." Người mẹ kinh ngạc đi mời sứ giả đến, đứa bé liền nói: "Mau về tâu với vua trẻ một con ngựa sắt cao 18 thước, một thanh kiếm sắt dài 7 thước, một roi sắt và một nón sắt. Ta cưỡi ngựa đội nón ra đánh, giặc tất phải kinh bại." Sứ giả vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội về tâu lại. Hùng Vương nghe xong liền mừng rỡ sai người đi rèn ngựa, kiếm, roi và nón như đứa bé yêu cầu. Quần thần hỏi: "Chỉ một đứa bé làm sao phá được giặc?" Hùng Vương nói: "Ngày trước Long Quân đã nói rồi, chúng ta còn nghi ngờ sao?" Trong thời gian đó, đứa bé lớn nhanh như thổi, ăn uống rất nhiều, cha mẹ không đủ của cải để nuôi, hàng xóm hay tinh điền phụ giúp trâu gạo và hoa quả. Khi quân nhà Ân tới chân núi Trâu Sơn ở Vũ Ninh, đứa bé duỗi chân đứng dậy cao hơn 10 thước, rút kiếm thét lớn: "Ta là thiên tướng đây!" Rồi đội nón cưỡi ngựa xông trận. Ngựa chồm lên, hí vào một tiếng rồi phi như bay, nháy mắt đã tới trước quân vua, vỗ kiếm đi trước, quan quân đều theo sau, tiếng sát đồn giặc, quân giặc bỏ chạy, tên nào sót lại thì van xin kêu lạy xin hàng, Ân Vương bỏ mình ở trong trận. Quân giặc tan rồi, khi đến đất Sóc Sơn huyện Kim Hoa, thiên tướng cởi bỏ áo mũ rồi cưỡi ngựa bay lên trời. Hôm đó là ngày mùng 9 tháng 4, còn để lại vết tích ở hòn đá trên núi. Hùng Vương nhớ công ơn đó mới tôn là Phù Đổng Thiên Vương, lập miếu thờ nhà cũ trong làng, lại ban cho 1000 mẫu ruộng, sớm hôm hương lửa. Truyện Tiên Dung và chữ Đồng Tử. Hùng Vương đời thứ 3 sinh được một nàng mỹ nương tên Tiên Dung. Đến tuổi 18 dung nhan xinh đẹp nhưng không muốn lấy chồng, chỉ thích chu du thiên hạ. Nhà vua cũng không cấm đoán được. Mỗi năm vào khoảng tháng 2, tháng 3, Tiên Dung lại sắm sửa thuyền bè chèo chơi ngoài biển, vui quên đường về.
ở làng Chữ Xá ven sông có người dân tên là Chữ Vi Vân, sinh được một người con trai là Chữ Đồng Tử. Cha từ con hiếu, nhà gặp hỏa hoạn, của cải sạch không, chỉ còn lại một hố vải duy nhất, cha con ra vào thay nhau mà mặc. Tới lúc cha già lâm chung, dặn con cứ để trần cha mà chôn, giữ lại khố mà mặc. Nhưng Chữ Đồng Tử vì thương cha nên không nỡ làm theo, đem khố an táng cùng cha, còn mình đành chịu trần truồng đói rét. Chàng ở bên sông cầm cần câu cá, hễ nhìn thấy có thuyền buôn qua lại thì đứng ở dưới nước mà xin ăn. Bất ngờ thuyền của Tiên Dung xốc tới, chiên trống nhạc nhã, cờ lộng huy hoàng, kẻ hầu người hạ rất đông. Đồng Tử kinh sợ, không biết chạy trốn đi đâu. Trên bãi cát có khóm lâu sậy, Đồng Tử bèn nấp trong đó, bới cát thành lỗ nằm xuống phủ cát lên mình. Lát sau, Tiên Dung cấm thuyền dạo chơi trên bãi cát, ra lệnh đào hố, lấy lâu vây màn làm chỗ tắm. Tiên Dung vào màn, cởi áo dội nước, nào ngờ cát trôi mất để lộ ra thân hình của Chữ Đồng Tử. Tiên Dung hốt hoảng hổ thẹn, ta vốn không muốn lấy chồng, nay lại gặp ngươi, cùng ở trần với nhau trong một hố. Đó chính là do trời xui khiến vậy, ngươi hãy mau đứng dậy tắm rửa. Tiên Dung ban cho quần áo mặc rồi cùng nàng đi xuống thuyền. Đồng Tử kể lại tình cảnh của mình cho Tiên Dung nghe. Người trong thuyền đều cho đó là một cuộc giai ngộ xưa nay chưa từng có. Tiên Dung muốn cùng chàng nên đạo vợ chồng, nhưng Đồng Tử từ chối. Song Tiên Dung nói rằng đây do trời chấp nối, sao còn chối từ. Người theo hầu vội về tâu lại với Hùng Vương, khiến vua rất tức giận. Tiên Dung không thiết tới danh tiết, không màng tới của cải, ngao du bên ngoài, hạ mình lấy kẻ nghèo khổ, còn mặt mũi nào trông thấy ta nữa. Từ nay cấm không cho Tiên Dung trở về. Tiên Dung sợ không dám về, bèn cùng Đồng Tử mở chợ búa, lập phố xá, cùng dân buôn bán, dần dần trở thành phố chợ lớn. Thương nhân nước ngoài tới lui buôn bán, kính nể tôn Tiên Dung và Chữ Đồng làm chủ, hai người dần dần trở nên rất giàu có. Về sau, Chữ Đồng Tử lên núi Quỳnh Phi gặp vị sư Phu Quang, truyền cho chàng phép tu đạo, lại tặng thêm một thiền trượng và một nón thiên. Đồng Tử trở về nhà liền truyền đạo lại cho vợ. Hai người cùng bỏ lại chợ búa và cơ nghiệp, lên núi chuyên tâm tu đạo. Sau này hai người đi đường lúc gặp mưa lớn, cấm thiền trượng che nón mà trú thân, liền hiện ra lầu vàng điện ngọc, vàng bạc châu báu, kẻ hầu người hạ không sao kể xiết. Người dân trông thấy vừa lạ vừa bái phục, liền kéo đến xin làm bề tôi, lập thành nước riêng. Hùng Vương nghe tin, cho rằng con gái làm loạn, bèn sai quân tới đánh. Vợ chồng Tiên Dung lúc này đều đã ngộ đạo. Tiên Dung cười bảo, điều đó ta không muốn làm, do trời định đó thôi. Sống chết tại trời, há đâu dám chống lại cha. Chỉ xin thuận theo chính đạo, để mặc cho cha chém giết. Khi quan quân tới, đóng trại ở bãi tự nhiên, chỉ còn cách con sông lớn thì trời tối không kịp tiến quân. Nửa đêm, bỗng nhiên gió lớn nổi lên, cát bay, cây đổ, quan quân hỗn loạn. Vợ chồng Tiên Dung cùng thủ hạ Thành Quách phút chốc bay lên trời, đất chỗ đó sụp xuống thành cái đầm lớn. Ngày hôm sau, dân chúng không thấy Thành Quách đâu cả, cho là điều linh dị. Về sau, dân lập miếu thờ, bốn mùa cúng tế, gọi đầm là đầm Nhất Dạ. Phù Đổng Thiên Vương vốn là thiên tướng trên trời, nhận lệnh đến giúp nước Nam đánh tan xâm lược. Sau khi hoàn thành sứ mệnh liền cưỡi ngựa bay về trời. Còn Chữ Đồng Tử và Tiên Dung vốn do vận mệnh an bài mà kết thành vợ chồng, cùng nhau tu hành đắc đạo. Sau cùng với Thành Quách nhà cửa tất cả đều bay lên trời. Đây chính là hai thần tích của nước Nam ta về hiện tượng Bạch Nhật phi thăng, con người trở thành thần và bay lên thiên thượng.